Ba anh em phiêu lưu trong rừng xin chào tất cả mọi người nhá. Chào mọi người nhá. Đây là điểm dừng chân lúc chập tối đây các bác. Lanh quanh cả ngày rồi, bây giờ trời tối thì ba anh em lại phải dựng trại để ở qua đêm. Cái này tìm thấy một địa điểm khá là tốt để làm lán. Xung quanh là rất là nhiều tre, tre nứa. Cây cối cho các bác này. Cái này là hợp lý đấy nhỉ. Mấy anh em lợi dụng luôn mấy cái cây này để buộc vào để làm một cái sàn nhỏ nhỏ. Đủ để ba người ngủ thôi. Đóng ở dưới này chứ nhỉ? Là ngủ dưới đất thì khá là ghê. Đêm mà rắn rết nó bò rồi. Dưới này. Chỗ dưới này phải có một cái nữa. Không thì sẽ yếu. Thế là một cái sàn nữa, sau đó là giải lá chuối thì tối thì mấy anh em ngủ đây qua đêm. Mốc. Tí nữa đi tìm được ít măng nhỉ? Được ít măng. Ở đây là chỉ có măng. Đây tìm mấy nhỉ? Tìm ít sâu ấy về ăn. Ít con châu chấu rồi nhỉ? Ủa? Con mùa múa mày. Con này chắc có đấy, rừng có đấy. Có đấy mày ạ. Mấy hôm nay Sình làm cỏ lúa các bác nhé. Sình nói là tranh thủ làm cỏ lúa xong thì mới lại tiếp tục cái vật liệu để làm nhà. Thì mấy anh em tôi thì cũng chưa có dịp về đó. Nếu nào Sình tiến hành làm tiếp thì anh em tôi lại quay về đó hộ Sình. Ok, chắc không sợ phải không nhỉ? Sao đấy? Không sợ gì đâu. Anh em đang chặt một ít nứa về để giải để làm sàn. Rắc. Chim lại từ đây bay đi. Đang đùa nhá. Đâu. Mấy cây rồi. Anh chặt được 5 cây rồi. Đây dài này. Dài lắm. Hôm nay toàn rừng nứa các bác nhé. Nứa xong việc mấy anh em sẽ đi tìm ít măng. Đã đủ rồi. Đây các bác nhé, sàn đã xong. Bây giờ chỉ cần công việc là nẹp lại thôi. Rất là nhanh. Giải lá chuối nên là có thể ngồi là tốt rồi. Làm mắc bóng đây chứ nhỉ? Chắc này á. Ngủ luôn đây thôi. Có sàn thì ngủ luôn thôi. Không thì hôm nào đi ấy lại không làm sàn thì mắc võng thôi nhỉ. Làm sàn này cũng mất thời gian phết đấy các bạn. Nên là võng thì lại phải tìm chỗ nào có cây. Như thế này mắc võng thì quá ngon rồi nhỉ. Cây nhiều này. Hôm nay là anh em răng, chỉ việc răng cái tấm bạt dù lên trên thôi.
chạm vào mặt đất. Con ấy kêu nhiều phết thế nhỉ? Tí đi soi xem. Bữa về rang thơm á. Mình đi đồi mình không có nứa mới nên là không nghe con đấy kêu mới nhỉ? Vào phát rừng nứa ấy. Rừng nứa thì là nhiều. Đi chẳng làm đây thôi nhỉ? Ok. Bằng bằng này. Ờ đâu á? Giữ phải chào. Có măng này. Đấy, này nữa. Mình lấy cái khai củ. Đây, xây ra là đi là nồi niêu có hết. Mang theo mà. Đấy. Rất là nhanh. Nó có cái thủng nãy vứt đâu rồi? Cái thủng chưa có cá đâu. Ok nha, cao quá không? Thế thấy củ nhiều mà. Nhiều mà. Cao thì nó hơn. Nhiều hơn thoáng. Còn bên này thì tôi đang làm mấy này. Đang làm chạm bát các bác nhé. Chạm bát là đẹp luôn. Nước thừa. Ok. Chắc phải nhóm cái lửa vào. Chắc phải nhóm bếp không mới đi được cái kiềng này. Cái kiềng này không lại đâu. Lứa nhiều mà. Mình đi kiếm thức ăn đã. Làm nhanh mà. Thức ăn đang kêu thôi. Sẽ đi bắt con một muỗng trước và bắt lấy cả măng rừng nhé, thì để nấu ăn bữa ăn tối. Đũa. Sau khi xong việc thì mấy anh em đi tìm thức ăn các bác nhé. Đi bắt con mùa muỗng với lại đi bẻ măng. Nhìn thật kỹ mới thấy được. Mưa mới mọc lên thì cái kiến nó mối nó mâu lên. Anh nhái. Anh kịp tay mấy. Có một củ nữa mà. Hả? Hai củ không? Có một củ nữa đấy. Đây sao nhỉ? Lại bé bé này luộc ăn mới ngon. À đây, đây này. Ui, nhiều. Đây nhá. Nhìn kỹ mới thấy được. Đây nữa này. Ôi. Dính đất này nhìn kỹ à. Bẻ tí cơ mà. Chục củ. Chục củ cũng đủ rồi. Nồi rồi. Có không Biên? Nhanh thật đấy, nhanh thật đấy. Đây, mẹ quá này. Đấy, chạy rất là nhanh. Nó rất giống cái tàu lá khô luôn, nhìn rất là khó. Thơm lắm. Chỗ này rộng lắm. Có mấy loại kìa. Con này ngon lắm. Con này đang kêu này loại khác nhé.
móc. À đây đây, đây các bạn. Đây, đi coi bác xem nhé này. Đó là cái con này này. Đấy. Đây nhé. Ăn rất là thơm. Có mùa múa mà. Chết rồi. Em tôi chia nhau ra. Mỗi người một hướng. Thấy chưa ấy? Đó có gì đâu. Thấy chưa? Đó thấy có gì đâu. Hàng hàng hay có tung khô mà sâu không? Sâu quýt. Gì đây? Hàng. Cái này ngày có đấy, đêm biết nó đi hết thôi. Có nhiều con bé bé kìa. Hết đầy, hết đầy trong cái đấy. Ừ, cái hết đầy trong đấy đấy. Đấy, có một kêu cái này này. Này các bạn này, phải cho bác xem nhé. Chỉ là nó lòng bậu đây nó kêu rồi này các bạn này. Ô phụ rồi. Ô, thế này nhé. Đây, 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 đây. Đây, được rồi. Đấy, này có một con nữa, rất khó nhìn luôn. À kia rồi, mốc cái nha mốc. Ôi ôi bài mất chạy mất rồi, chó đi làm chạy mất. Măng rất là đẹp. Được nào ấy. Có một con. À, hai đoạn thôi. Bài mất, bài mất. Rất nhanh luôn này. Có một con này. Bài này nó đang ăn lá cây này quá. Đấy nhé. Bộ trên đầu lá này nó ăn, ăn lá cây này. Rồi, vâng. À, này các bạn này. Đây tí xuống đấy. Rất là nhiều măng luôn. Nãy Biên đi qua đây còn không thấy. Nãy Biên rửa bóc này. Thế rồi. Rất là nhiều chưa? Mốc ở đảo gì đây này? Mốc cái gì này? Ui rúi à? Ui ồ biết rồi rúi sao ấy? Con mốc nó đảo cái gì đây này? Vào gốc nữa rồi rúi sao ấy? Rúi. Ừ. Rúi rồi, này. To lắm này. Mốc,
múc 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 này. Ừ. Đấy. Rồi. Đâu đấy? Đi đi về chỗ lán lấy cái tuồng. Thầy chú em còn ở không? Thằng nhìn nó bới này là ở mà. Ui. Thằng bới chân em đi lấy tuồng. Ờ. Xem có thấy ăn cái gì không? Ăn còn mới không? Mà con chó nó bới này là ở đấy. Này. Cắn cắn cái cây này. Mình thấy còn mới, cái này ăn cũ rồi. Ôi, ổ đây rồi. Wow. Ồ. Ừ. Ôi. Ổ đây rồi. Ôi, chờ chờ ấy lấy thuồng ra. Móc móc. Đây. Đây cũng có một đống đất này. Nó đi ăn của nó này. Ừ. Móc móc móc, đây này. Móc đây. Đây này. Đây. Cái thùng. Móc nó bới. Ô. Anh giống nữa hả? Ừ. Cái đầu hố trên kia chắc xong. Cái này vào gốc nữa xem lỗ chính nó ở đâu. Rúi các bác nhá. Mình đến đâu cái lỗ à? Ờ. Ừ. Ui lỗ này nhét rồi. Lỗ này thủng xuống thế này rồi. Hả? Lỗ này thủng xuống thế này này. Cua xuống đây hả? Ừ. Chắc nó ở đây rồi, con mốc nó tập trung đào đây, chắc là nó nghe mùi nặng nhất ở đây. Thế là phải phát cái gông nữa rồi đi ạ. Nó phải phát đi. Gốc nữa. Gốc nữa. Gốc nữa này đào mong nó đào tí. Hàng hố kia thông chứ, thử cọc hố kia xem nào. Cua xuống đây rồi. Ừ. Này không biết sâu không? Ít ít đất thôi mà nhỉ. Ừ. Ít đất thì sâu ấy. Đấy là nó đi ăn không? Ăn đến đây nó bịt thế này. Chặt những dây này, chặt những cái. Nó đây luôn bị kiếm ăn thôi. Mong ạ. Bánh vào đầu nó nhá. Mấy một cây. Móc, từ từ thôi. Găng hàng, đất này cũng mềm. Cào cả tay à? Cầm nó giật. Bày cái đấy lên xem nào. Đó, quay nhé. Ôi. Ở đây nghe đây rồi. Đây. Mình cào cái trên nên là nó sợ nhỉ. Từ. Nghe đây rồi. Ngay đây rồi. Ôi, ôi kìa. Đây. Chọc trên đấy cho nó. Đào luôn một lỗ thông trên đấy. Để mày. Mùa này là mùa mưa làm sao nó chở thế này. Đợt ẩm ướt thế này. Ngay đây thôi. Đây thấy nó đùn đất lên rồi. Chắc có mới lâu á. Chơi luôn đố thẳng nước quá à. Đất mềm này. Đất mềm. Đạo đất. Xem nào. Móc. Đây rồi, thấy đây rồi. Đó. Ừ. Đây kìa. Ôi nó đang đào. Đây, đào một lỗ từ trên đấy xuống à. Chọc.
Nó đào đi được một đoạn đấy. Ưu, đi khăn tay nha chó nhá. Sắt thủng nhá. Chứ thế gì? Ừ. Ở trong mới ở thôi. Không có. Thua rồi. Chưa, chưa, chưa. Chưa, chưa. Chưa, đeo 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 thấy 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 móc này móc chỉ cần lấy gậy ra lấy bắt xem được đuổi đuổi nó chọn nhá gậy nó ra đấy đấy các bác nha đấy. May quá ở cái gốc nữa ông bé bé nó mà chưa mấy bú to thì cũng mệt đấy bú to bú mà làm móc đồ ra đi móc ra đi được rồi thấy rồi ra đi ra đi à, quay đầu lên đấy à hả à. Đây 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 cầm đuôi đi quay quay đằng nào cúng cúng đuôi đây. Đầu đây này à. Đuôi trên đấy đấy này qua đây chọc chọc cho nó ra không viên chọc cho kia cho nó cụt thì rồi đây 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 cầm được rồi rồi thả nhá nó có lực lắm ấy giờ đừng chọc chọc ấy móc 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 còn được móc khó nhỉ đi nếu nó gặm một phát thì mày biết không không cho lại cao lên nó nhảy vào thế này mang thương đấy thế này ngon thì nó cắn cho mày quá đơn giản quá ồ ồ nhỉ cua thằng đây thế này cua nặng lỗ đây được một cân không đấy. Ủa, con này nó bị làm sao nhỉ ui thật thôi thế về nhỉ kẹp đuôi đó chứ về lán đi dao mình ở đằng sau mình giết mình cầm ra đằng trước giờ anh em quay về lán thôi thì cũng được cả khá khá rồi may quá đào được cả con rúi nữa cầm cái thưởng chưa mồm muỗm này ôi mày ôi ôi kìa kìa trên sàn này nó ra cả lán này đây thôi các bác đây một hộ tách này và một mông đây mệt lè lưỡi rồi đây nó là măng này rất nhiều luôn lứa rất là ngon phần này bóc sẵn bây giờ là mấy em sẽ tập trung nấu ăn à, hôm nay nó cắn dưới cây á những cây chèn miệng à thế nào à thế nào à bị dính như này này dưới cây bám lên răng chèn vào răng của nó nhà thì đang nấu cơm còn mình với Biên đi bổ lõi chuối quá nhé đây nhá đây cái này vừa chặt lấy lá rồi nhá với lấy cả lá chuối về để giải
hai cây máy luôn. Đây, anh em là tìm bắp bi nhưng mà bây giờ là muộn tối rồi, tìm hơi khó. Đây, tập trung là bổ cái lõi cây chuối này về nấu ngon lắm, nấu thịt rúi. Chuối này có thể bở đấy nhỉ. Ừ. Ngọt thật. Khát nước còn ăn được, mình khát nước còn bóp lấy nước uống. Đó. Chát, phải chát đấy. Không chát luôn. Ừ. Nó cũng còn ngọt, mát mát. Chát không? Không. Cái này mang về đây nhỉ. Ở ngay cạnh lán. Ngay nó to ạ. Ừ. Bỏ qua. Hai này chắc đủ rồi. Này. Lá này chẳng nói à. Vẫn cơm chưa? À, một luộc món măng này trước nhỉ? Ừ. Mốc mệt đang ngủ rồi. Giải luôn không? Chắc giải luôn thôi. Cơm đã xong. Mày lại cho vào túi à? Đây đổ vào cái túi. Ba dao. Ở dưới gầm ôi. Ra mấy một con rồi. Ôi bày à. Cái kìa. Hả? Cái này bắt không để chân à? Có mà. Móc. Cho vào ấy không là mới dùng cái nồi luộc măng trước. Rồi, rải nó chuối. Hả? À. Phải đi tận dưới khe lấy nước để dùng các bạn. Đủ chưa? Thêm một tàu sang đây ngồi đêm ngủ cho nó đỡ đau lưng. Xong. Thái món măng. Mấy củ này để sáng mai nhỉ? Nhiều quá. Ừ. Là bong nốt. Để sáng mai đi. Đấy, đằng nào cũng phải luộc hai lần mà, cứ thế thái cho vào đi. Bốn miếng. Bé hai lần ăn cho nó ngon. Bé là kín nhanh hơn mà. Lại mình lấy non này là cái đoạn già đấy nó hé lắm. Lấy non này nó đỡ he hơn. Đấy, tay cầm rúi không à. Bùn đất này. Măng bằng luôn. Cái gì không nói nhưng mà măng không thể thiếu. Mùa măng à, mùa đông thì bây giờ sắp cuối mùa măng rồi các bác nhé. Chẳng còn bao lâu nữa là hết mùa măng. Có một số nơi là hết rồi đấy, nhưng mà ở đây thì vẫn còn. Cái rừng sâu này nó mọc lâu hơn. Đúng mà. Đây là món măng luộc các bác nhé. Luộc hai lần nước này nó rất là... cho nó bớt, nó không hé. Không thì luộc một lần thì ăn hé lắm. Luộc này ăn ngon lắm. Là mới xử lý đến cái món ấy, con rúi nhá, làm cả món tiết canh nữa, rúi hiền. Bây giờ bắt đầu băm thịt rúi, vàng quá nhỉ.
ghê lắm, trong rừng chặt vàng này động hết cả thần linh đấy các bạn. Đây là đĩa măng này, đĩa măng luộc đã xong. Đó, thịt dúi nữa là xong xuôi đấy, các bạn dứa luôn rồi, cơm sạch này, cạo hết cơm ra thì đều... còn món tôm tép nữa mà. Tôm tép nữa. Đông không? Đấy. Ngon đấy. Nay hôm nay đi vặt được cả ít khúng rừng các bạn nhé. Người ta gọi là cây ấy đấy, rau răm, ở địa phương thì hay người ta hay gọi là cây rau răm rừng. Thật ra nó gọi là cây húng, húng rừng. Cái vị của nó y hệt vị của rau răm. Đây các bạn này, nồi phục chú. Quả kiềng này, này nói chung là hơi chắc đấy nhỉ. Đợi nhá, cũng vào tí nhỉ. Vào tí không là cắt chuối hả? Đây là món cuối cùng các bác nhá. Đây là món hổ lốn luôn, mấy loại. Mùa muống này là con tôm chép này. Là cái loại gì đấy nhỉ? Cả mấy loại nó cầu cao như là cầu cao. Từ nãy giờ nghe im hẳn nhỉ. Đừng mình đang được thì bắt tên canh lán không được bạc nghe chết chết trong này làm tan. Đây món thịt dúi đây, mình nấu xong ngồi nóng quá là ngồi đấy quạt sợi khoáng sợi nát nát không nát mà chuối nó kiểu chuối bở đây. Chuối bở đã xong các bác nhá, em dọn mâm này có 3 món này thôi, 4 món cả món tiết canh nữa nhỉ. Tuyệt vời luôn, chất lượng. Cơm nha anh nhé. Đây là nghĩa là nhờ có mốc mà mấy anh em mới có cái món thịt dúi này. Lần nào cũng gắp ở trong nồi, gắp trong nồi cho. Mấy miếng đầu mà. Đầu để đấy. Để cho cái nào. Mấy những đầu ấy. Đồ. Ưu tiên nó là cho cái này nhỉ. Không có nó thì mình làm sao viễn. Mình không có nó tôi nên ăn cào cào nó. Thì nó ăn hết ạ. Nó dầm dầm cái cơm ra kia. Nó. Lấy cái gì tưới một ít nước đi. Không có muôi nên là phải dùng này thôi. Bát thì bát tay cơ. Là còn đang hơi nóng thì chờ nó nguội nó ăn. Ăn đi. Đang nóng thôi nhá. Chờ nó nguội nó ăn. Ôi vừa ăn thử miếng chuối bở thật đấy. Thử chưa cần thiết mấy. Thôi à, bữa tối của ba anh em tôi đã xong các bác nhá. Bây giờ ba anh em tôi là cũng ngồi uống chén rượu thôi. Đây nè, cạch cá. Thôi à, em mời các bác nhá. Mời các bác nhá. Các bác mời toàn thể các bác nhá. Ai da. Ngon. Đi. Đúng rồi. Ăn thịt vui này. Ừ. Nó kiểu gì cũng khiến con này trước ạ. Làm miếng thịt túi đấy. Làm miếng thịt túi cho nó nóng. Ngon mà.
để ớt cay cay ngon. Ừ. Ngon mới là lạ. Ăn mãi rồi nhưng mà không thấy chán đâu. Ừ. Để lại ít xương cho con mông nhá. Nó đang ăn kia rồi các bác nhá. Đấy, lấy một bát xong là đánh cho biên một bát nữa. Này quá. Tiết canh. Hơi ít tiết tí nhỉ. Mình cho ít rượu vào. Uống nó thơm lắm. Không đây, cho à? Không cho rồi. Đây là bộ lòng của nó. Với lại ba mấy ít thịt của nó thôi. Mời các bác nhé. Ây à, ngon thật đấy. Nước cành, nước ngọt. Đặc trên rúi. Dùng thôi nhỉ. Ừ. À, mà có miếng chanh mà. Chanh đâu? Chanh cắt quả anh dùng hết rồi. Ừ nhá. Còn sắp hết rồi đấy. À. Món mắc khén giá đâu món đấy? Mắc khén đâu? Ba lua mà. Đây các bác nhé, đây là cái hạt mắc khén giã này. Bây giờ cho đi. Cái này vào đây. Này mắc khén là thấm. Bất cứ này. Nướng thịt, nướng cá. Nướng cá là ngon. Chanh này từ hôm nọ về dưới sình là đem đi các bác nhé. Ăn hạt đi nhỉ. Xin bảo ăn hạt không đắng mà... Mình ăn lại thấy đắng. Chưa ăn bao giờ. Sao đâu. Cứ chia đi. Nhai hạt cho nó vô thuốc. À đây này, món dài này. Ờ. Có một ít rau răm rừng này cho vào. Thôi thì ai ăn ai hả cậu. Ai ăn ai sẽ. Đi. Chia luôn luôn xong rồi lấy bát thôi. Thấm nhỉ. Húng rừng các bạn nhé. Thế rồi. Ít tiết quá nó không được chặt mấy nhỉ. Vào đây. Rượu đâu? Ui giòn rượu đấy. Ôi dạ, giòn rượu đó mới ăn. Này lên rượu. Ui, vào cả tiết canh rồi. Không sao. Tiết rồi. Không sao. Cho cái này một tí vào nước chấm. Đúng rồi. Bắt thêm quả chanh vào. Thôi, nhập đưa anh cái nắp. Đây là húng này, húng rừng này. Mình sẽ thái ngắt cho vào đây các bác nhé. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đây, đây, húng rừng này. Thịt thơm luôn. Em mời đi, các bác nhé. Đi rừng mà vướng phải nó thôi. Người cũng thong thoảng cái mùi. Ngon rồi. Ngon nha. Mời các bác nha. Con gì bằng. Làm đi, làm đi, làm đi. Ngon quá. Mời các bác nhá. Đây à. Được đấy. Ây. Được đấy. Ngon. Măng luộc. Món nam này các bác. Này là... có món thịt dúi thì làm cào cào đây. Ăn măng. Măng luộc này dạo này ăn đều đặn hết. Măng nứa các bác nhá. Nó cho hết đỏ hết đỏ nhiều lắm thêm. Cái lòng của con rúi nó có mỡ. Ừ.
chanh nữa này. Chua không biết. Làm hạt đi đã. Tính sau. Làm nó hành bỏ ra. Thế giờ? Thế rồi. Hạt chanh trơn khó gấp lắm. Chia luôn nhá. Con dao nó sắc quá. Kéo kéo hết cả bát đấy. Kéo hết cả bát rồi. Chị nhà hết cần ra. Bao nhiêu ăn bao nhiêu. Mát nào. Mát nhiều. Công nhận cái húng rừng này ăn cái canh hợp nhỉ. Mà phải xé thế này, thái là lại không thái thơm không ngon đâu, không thơm đâu, phải xé. Xé thì ăn nó ngon hơn. Còn nữa thì cứ cho đi. Kiểu mỗi một nước canh hãm rượu vào. Mới phải làm nóng hổi cơ nhỉ. Nóng mấy nhỉ. Nóng nguội nhanh thế hôm nay. Trời lạnh quá là sao. Đường mới bê tí mà. Ui. Mời các bác nhá. Cốc này như kiểu to hơn cốc kia. Chẳng biết được, lúc làm nghe đều nhau lắm rồi mà. Có lợi. Đây, dùng đây. Chân tay củ canh. Chân ăn chịu. Chân ngon mà. Đang kém à? Đang kém. Nghĩ còn nên béo nên làm béo lắm. Chất lượng. Thế biết là muộn không kêu hay là mình bắt hết rồi. Kim. Cái gì ấy? Kim. Thấy ánh sáng lại tưởng trời sáng à. Đâu kêu được ạ. Ây dồi. Ôi rồi, sắc vào đâu đây? To cái miếng đầu này con chó, nó ăn hết sao? Mốc, mốc không? Này, mốc, đây này, về đây. Không phải ngại đâu. Này, đây nhà con này. Đây. Em mang đi ra ngoài gặp kia. Nó còn mang đi chỗ khác ấy, không ăn ở đây đâu. Con này trước cho cái thịt bìm bìm nó ăn đấy. Nó không ăn mà nó vẫn mang đi bỏ. Nó công đi thôi nhỉ. Thêm tí vào mẹ đủ. Ôi, đổ mất rồi, phải bù vào chứ. Lại to. Ôi, đi. Đi. Lỗ to. Lỗ. Tí là bị lỗ. Đã mang đi khổ rồi, vượt qua mấy núi mấy đèo làm đổ một giọt cũng là quý lắm này. Uống à? Hết giá, hết còn tí nữa. Hết rồi. Ngon là chấm ngon, chấm là nghe bám vào món ăn ngon, được hai lần. À, khói khói áp cái xuống lên, ai à, cái hương gió nó chặn khói, mốc mốc mốc, đang ăn nhé, mốc mốc mốc, nè 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 nè,
mông nó ăn miếng đấy chưa hết. Đây cho một miếng này nữa này, mang đi mà gặm nhanh lên. Rồi mang đi đi, khỏe đây, mang khỏe đây, mấy củ nữa mà mai còn mấy củ để mai. Cái này chấm với nó dính vào cái hạt mắc kén ăn thơm thật. Cái này phải để khô cơ, mắc kén phải để khô. Thấy ớt này bám bám vào nhỉ. Thơm nhỉ, nó thơm thơm gì vậy. Cả một ngày đường mệt mỏi lắm. Thôi này là mấy anh em xin tạm dừng video ở đây các anh nhá. Xin phép anh em uống nốt ly này là ăn cơm thôi. Chỗ kia là cơm nhỉ. Hôm nay là mình mệt này phải ăn hết nồi cơm này. Xin phép chào tạm biệt toàn thể các bác nhá. Hẹn gặp lại các bác trong các video sau. Chào tạm biệt các bác nhá. Anh em tập trung ăn uống này. Rồi em chào tất cả các bác nhá. Hơi to quá. Cái gì bé bé làm hơi thì nhậm điên rồi. Nghe đủ nghe một, là một thấp luôn à. Đi cuối mà.